Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh của Sóng TV. Kính thưa quý khán thính giả, Bộ Quốc phòng của Mỹ đã hé lộ năng lực hoàn toàn mới của oanh tạc cơ tàng hình B-2. Tập đoàn công nghệ hãng hàng không và quốc phòng của Mỹ Northrop Grumman ngày 25 tháng 8 thông báo oanh tạc cơ tàng hình B-2 đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa hành trình tầm xa AGM-158B Jasmine. Trong cuộc họp báo, Tập đoàn Quốc phòng Mỹ thông báo chi tiết về vụ phóng thử tên lửa hành trình Jasmine, công bố gói nâng cấp radar, chỉ thị mục tiêu mới cho các oanh tạc cơ B-2 để nâng cao năng lực chiến đấu cùng với mẫu bom hạt nhân B-16-12 sắp được ra mắt. Sonessi Reno, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc dự án B-2 của Tập đoàn Northrop Grumman cho biết, "Chúng tôi cam kết tiếp tục hiện đại hóa các oanh tạc cơ B-2, không ngừng tạo ra sự đổi mới để đảm bảo B-2 Spirit luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ chiến đấu." Tuyên bố ngày 25 tháng 8 là lần đầu tiên Northrop Grumman xác nhận oanh tạc cơ tàng hình B-2 phóng thành công tên lửa hành trình tầm xa. Northrop Grumman nhấn mạnh, AGM-158B Jasmine là tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên được trang bị cho các oanh tạc cơ B-2. Mỗi chiếc B-2 có thể mang theo 16 quả tên lửa loại này. AGM-158B là mẫu tên lửa hành trình nặng 1 tấn, tầm bắn 925 km, với đầu đạn xuyên giáp nặng 450 kg. Phóng tên lửa từ khoảng cách gần 1.000 km giúp các oanh tạc B-2 giảm bớt nguy cơ phải xâm nhập vào lưới phòng không của đối phương. AGM-158B giúp các oanh tạc cơ B-2 có năng lực tấn công bất cứ mục tiêu nào ở bất cứ đâu, tập đoàn Northrop Grumman tuyên bố theo The Drive. Mẫu tên lửa này được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhưng khi đó chỉ giới hạn trên các oanh tạc cơ siêu thanh B-1B. Kể từ đó, mẫu tên lửa hành trình không đối đất tầm xa này cũng được trang bị cho tiềm kích F-15E Stryker Able. Theo báo Mỹ, B-2 là mẫu oanh tạc cơ tàng hình ra mắt cách đây hơn 3 thập kỷ, ngày nay luôn phải đối mặt với mối đe dọa từ các hệ thống phòng không phức tạp của đối phương. Do đó, việc những chiếc B-2 được bổ sung thêm năng lực phóng tên lửa hành trình tầm xa giúp không quân Mỹ có thêm lựa chọn trong nhiệm vụ chiến đấu. Trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga cũng đã sử dụng các oanh tạc cơ chiến lược như Tu-22M3 hay Tu-160 để phóng tên lửa hành trình tầm xa. Kính thưa quý khán thính giả, với việc các oanh tạc cơ chiến lược B-2 giờ đây có thể mang theo tên lửa hành trình tầm xa, giúp quân đội Mỹ chiếm ưu thế trước các tàu chiến Trung Quốc nếu xung đột quân sự nổ ra, theo các nhà phân tích nhận định. Tuần trước, Tập đoàn Công nghệ Quân sự và Quốc phòng Mỹ Northrop Grumman thông báo oanh tạc cơ B-2 đã phóng thử thành công tên lửa hành trình tầm xa AGM-158B Jammer. Máy bay ném bom chiến lược B-52, 9 động cơ F-16 đều có khả năng phóng tên lửa hành trình AGM-158B. Nhưng đây là lần đầu tiên oanh tạc cơ B-2 được nâng cấp năng lực này. Mẫu tên lửa hành trình không đối đất này giúp oanh tạc cơ B-2 mở rộng tầm tấn công, giáng đòn nhằm vào mục tiêu ở khoảng cách xa, đặc biệt khi tên lửa AGM-158B rất khó để đối phương phát hiện từ sớm, Northrop Grumman cho biết. B-2 là oanh tạc cơ tàng hình duy nhất của Mỹ cho đến nay sở hữu năng lực tấn công tầm xa với khả năng thủng hệ thống phòng không đối phương. Soresi Reno, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc dự án B-2 của Northrop Grumman cho biết, Tập đoàn Quốc phòng hàng đầu của Mỹ nói với các gói nâng cấp như trên giúp B-2 mở rộng năng lực tấn công tầm xa bằng tên lửa, là mẫu oanh tạc cơ tàng hình duy nhất trên thế giới có năng lực như vậy. Phu Quen Sao, cựu kỹ sư của Không quân Trung Quốc, nói tên lửa AGM-158 có tầm bắn gần 1.000 km, có thể đe dọa các tàu chiến Trung Quốc. Ông Phu nói, tên lửa AGM-158B bay với tốc độ cận âm, không khó để đánh chặn. Những điều kiện đầu tiên là phải sớm phát hiện ra tên lửa này khi nó đang lao tới mục tiêu. Ông Phu nói, Mỹ sẽ chỉ đưa oanh tạc cơ B-2 tham chiến trong trường hợp đụng độ quân sự trực tiếp với Trung Quốc. Kịch bản như vậy rất khó xảy ra. Ông Phu hiện là nhà bình luận quân sự ở Bắc Kinh nhận định, oanh tạc cơ B-2 được thiết kế để hoạt động bí mật,
giáng đòn tấn công bất ngờ nhờ tính năng tàng hình trước radar đối phương. Điều này giúp B-2 có thể tới gần mục tiêu để phóng tên lửa hoặc ném bom cỡ lớn. Quân đội Trung Quốc cần vươn xa hơn nữa tới khu vực Tây Thái Bình Dương, tạo sức ép với các oanh tạc cơ B-2, ông Phu nói, ám chỉ việc các máy bay trị giá 2 tỷ USD này thường hiện diện ở căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Trung Quốc hiện đang xếp sau Mỹ về công nghệ chế tạo oanh tạc cơ chiến lược. Oanh tạc cơ H-6 đang được quân đội nước này sử dụng rộng rãi, được sản xuất từ năm 1969. Phiên bản H-6K được nâng cấp khả năng phóng tên lửa hành trình CZ-20 tầm bắn 2.200 km, nhưng các tính năng chiến đấu của mẫu oanh tạc cơ này vẫn chưa thể sánh bằng B-52, chưa nói đến B-2. Trung Quốc hiện đang phát triển mẫu oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới mang tên H-20 với tầm hoạt động 8.500 km và có thể mang theo khoảng 10 tấn vũ khí. Tuy nhiên, cho đến nay, H-20 có thể xuất hiện, Mỹ nhiều khả năng cũng đã công bố mẫu oanh tạc cơ B-21 hoàn toàn mới là phiên bản nâng cấp của B-2. Kính thưa quý khán thính giả, các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.